Alo, xin chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học của chúng ta. Chúng ta sẽ học và làm quen cách thiết kế một câu đố, thiết kế dàn trang A4 và cách thiết kế một câu đố nhé. Rồi chúng ta bắt đầu học ngay bây giờ. Tờ ra đi. Rồi. 81, 82, 83, 84. Rồi. 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 Rồi, ở đây nhá. Rồi đây. Ok, nhấn Ctrl S nhé. Rồi. Rồi. Rồi, 83 nhé. Rồi. Rồi. Rồi đây. Ok. Rồi nhắn Ctrl S vào lại nhé. Rồi, đây. Đây còn một ô nữa nhé. Đây này, 618. Rồi. Rồi. Đây 6 này. Đây là 8 nhé, đây là 18, đây không có, ok. Rồi. Xe ô này không có gì. Rồi, ok. A4 nhá, đây là từ này, 35. Rồi, ok. Ba lăm nhé. Rồi. Rồi, ok, đây sẽ chữa chọn nhé. Ctrl C. Rồi.
Rồi. Rồi. Mười một là đao. Mười là đao nhé. Ok. Đây này. Mười một, ok. Rồi. Rồi ở đây thì cái phần này sẽ phải đẩy cho lên một tí nhé. Đây ta sẽ ra. Sẽ đẩy lên nhé. Rồi. 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 Ok. Ok. Đào nhé. Ok. Ok. Rồi. Rồi. Ta sẽ chọn nhá. HCP nhá. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ dừng bài học đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.